cám sạc xe điện ở Mỹ. Mình sẽ cho mọi người xem trạm sạc xe điện ở Mỹ như thế nào, và coi xe nào đang charge như là sạc. Chỗ sạc này cũng không có nhiều xe, nhiều trạm lắm. Xe Tesla hơi nhiều. Tesla. Bên kia cũng Tesla. Ở đây cũng Tesla. Đây là trạm sạc gồm có 4 trụ. Đây là chiếc Mercedes. Chiếc xe này khá mắc. Chiếc này cũng phải 120.000 cho tới 130.000 hoặc là hơn. EQS SUV. Xe Kia. Chính là chiếc EV 6 cũng khá nổi tiếng. Hôm nào mình có thấy trên triển lãm thử xe ở thành phố Anaheim, mình có quay cách đây một tuần. Đây là một chiếc nữa, EQS Mercedes. Chiếc này cũng 120.000, 130.000 trở lên. Đây là chiếc Volkswagen. Chiếc này là một chiếc điện của hãng Volkswagen, xe SUV, nó cũng nhỏ nhỏ bằng cỡ chiếc xe VinFast, ngang tầm. BMW. Bên kia có một trạm nữa, mình sẽ đi qua xem coi xe nào đang charge lúc này. Lại một chiếc Tesla nữa. Tesla khắp nơi. Còn kia hai chiếc Tesla nữa. Đây là một trạm sạc nữa, EV Go. Hello. Để xem đi xem. Thì kia một chiếc Tesla nữa. Công bằng mà nói về xe điện thì hãng xe Tesla vẫn đang chiếm lĩnh thị trường. Mặc dù mỗi hãng xe thời thường đều có một cái chiếc xe điện cho mình. Lexus, Toyota, Honda, xe Mỹ nói chung đều có một cái xe điện cho mình. Nhưng so với Tesla, thứ nhất là họ quá nổi tiếng, thứ hai là chuyên môn về xe điện. Cho nên chúng ta thấy xe điện rất nhiều. Đây là chiếc Nissan. Chiếc này cũng ngang tầm với chiếc VinFast VF8. Cùng size. Chiếc này cũng khá đẹp, cũng khá mắc. Nói chung xe điện là cũng gần 50.000 đô la, 40 mấy, gần 50.000. Nhất là xe SUV thì từ 40 mấy ngàn trở lên thôi. Hôm bữa mình làm video, mình có so sánh một chiếc xe Nissan như chiếc này với chiếc VinFast VF8. Mình nói nội thất bên trong thì cũng giống nhau. Thì có một bạn để comment nói là xe này làm sao mà so sánh được với xe VinFast nội thất của xe VinFast. Thì bạn nói là quyền của bạn.
Nhưng theo mình nghĩ chiếc này là nó làm cái vật liệu cũng tương đối giống như xe VinFast bên trong. Tầm giá khoảng 45 đến 50 ngàn. Can I ask you a question? Can I ask you a question? What is it? Hey, why you choose this car? EV. Wait. What's going on? No, I'm just asking something. But why you choose this car? Like EV car? What was the reason we chose this electric car? Yeah. It's cheaper. You think cheaper? Yeah, waste gas and gas, much money and gas. It save money on gas, yes. What do you think is cheaper? How much, like for this one, brand new, how much do you think? Yeah, see? But new is expensive, man. Most of them at least 40,000. Yeah. If you buy a Camry right now, Honda, like basic, 32 something. So EV car not cheap, I check already, 40 something expensive. But on the other hand, you say gas. But like, you're Mexican, right? Most of Mexicans, they don't like EV car. They like truck. They're very rare. Because rare, so I said, why I want to ask you something. It's very rare Mexican people try an EV car. Yes. Most likely like SUV, truck, right? Big one. Thank you, sir. Thank you. Hey, you know about Vietnamese EV car? You heard about it? No. Vietnamese EV car. Never? His name VinFast. We never heard of him. VinFast? No. You don't know. Never heard of him. Thank you, sir. You have a good day. Ok, đó là toàn cảnh một góc nhỏ của trạm sạc xe điện, gồm có hai trạm, một cột còn có hai cây sạc, và bên kia hồi nãy mình có quay rồi. Thì đó là những chiếc xe mình thấy đang chát ở trên tại cái cảng biển. Đây là một khu shopping cũng tương đối lớn, nằm ở thành phố Orange, giáp thành phố Garden Grove. Nó gọi có cái tên là The Block Shopping Center. Khu này cũng khá nổi tiếng. Lúc trước nó cũng hơi vắng, gần đây họ sửa sang lại cũng khá sầm uất, và những ngày lễ thì rất nhiều người đi shopping khu này. Các chị em phụ nữ Việt Nam 10 cô hết 9 cô hỏi là biết ngay The Block Shopping Center. Again, cũng những chiếc xe Mercedes, hai chiếc Mercedes, một chiếc Volkswagen, và mới vào đây là một chiếc Mustang. Xe Ford, không phải Mustang mà là xe Ford. Đây là chiếc EV cũng khá đẹp, cũng khá nổi tiếng, cũng cùng size, cùng cỡ với lại chiếc VF8. Một vài hình ảnh cho các bạn coi xe điện hiệu nào đang chạc ở Mỹ, ở một góc nhỏ, một trạm chạc nhỏ ở một shopping center ở Mỹ.